Dạ, em Ngọc Tâm Đất Trẻ Đẻ xin kính chào toàn thể quý anh chị các bạn trên kênh YouTube của Ngọc Tâm ha, cũng như toàn thể quý anh chị các bạn trên Facebook và Zalo. Thì hiện tại Tâm đang có mặt tại đường DH20 thuộc ấp Phước Kế, xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An nha quý anh chị. Thì cái phía trước mặt của quý anh chị là mình ra đường DH19 ha, thì vào độ tầm khoảng 1,5 km nữa thôi. Và khi ra DH19 thì mình rẽ trái thì mình về ngã tư chợ Trạm ha, còn mình rẽ phải thì mình về chợ Kiến Chợ Đào nha quý anh chị. Đó. Còn cái phía bên đây là đường Lê Thị Lục nha quý anh chị. Đường Lê Thị Lục ha, chuẩn bị đã và đang chuẩn bị lẩu nhựa nha. Đó. Và còn cái phía ngược lại nè. Đó, thì từ đây mình ra ngay chỗ ngã ba Mỹ Lộc thì vào độ tầm khoảng 1 km thôi. Và khi ra được ngã ba Mỹ Lộc thì mình rẽ trái thì mình về ngã tư Sà Đôi ha. Còn mình rẽ phải thì mình về trung tâm thị trấn Cần Giuộc. Thì từ đây mà ra trung tâm thị trấn Cần Giuộc thì vào độ tầm khoảng 2,5 km ha. Và từ cái vị trí Tâm đứng mà lên Sài Gòn thì vào độ tầm khoảng 13 đến 14 km thì cái khu vực mà quý anh chị đang sinh sống nha. Thì hôm nay Tâm đang đứng tại cái vị trí này để Tâm giới thiệu cho quý anh chị là một ngôi nhà ha, một trệt một lầu. Nhưng mà do ở ngoài là chủ ở lâu Sài Gòn á, cho nên là không có thời gian về mà để mà mình ở á, cho nên là hôm nay là chủ mới gửi Tâm bán cái ngôi nhà này. Và hiện tại thì cái ngôi nhà này với cái diện tích là 165 m mặt tiền đường DH20 này luôn ha. Đó, và có diện tích thực tế là ngang là 5m1 và dài là 33. Thì bên chủ có gửi Tâm bán là 3.650 nha quý chị. Và điều đặc biệt là tặng full tất cả nội thất bên trong nhà luôn. Thì quý anh chị xem căn nhà ở ngoài thì rất là bình thường nha, nhưng mà khi vào bên trong thì nội thất cũng rất là ok luôn. Đó, bây giờ thì trước khi vào mình giới thiệu chi tiết về cái nhà này thì quý anh chị hãy xem xung quanh ha, xung quanh cái khu vực nhà mà Tâm muốn giới thiệu với quý anh chị. Thì hồi trước cái video á, Tâm có bay cái phần live cam á từ trên cao cho quý anh chị xem là phần trên cao như thế nào. Và cái khu vực này thì quý anh chị cảm thấy là nhà cửa rất là nhiều nha quý anh chị. Đó, căn nhà này thì mình có thể là mình mua về rồi xong rồi mình buôn bán rất là ok luôn. Và kế bên ngôi nhà mình là có một cái đoạn đường gọi là đường Lê Thị Lục đã và đang chuẩn bị tráng nhiều luôn nha quý anh chị. Đó. Đó, nhà rất là ok luôn nè, thấy không? Rồi, bây giờ Tâm sẽ đi sâu vào ngôi nhà này để Tâm giới thiệu chi tiết về cái ngôi nhà này cho quý anh chị mình xem luôn ha. Thì trước tiên vào ngôi nhà thì đập vào mắt mình là hai cái cổng. Nói chung là cổng là được chủ là dán gạch bóng kính lên tới hết cột luôn nha quý anh chị. Đó. Và đèn, nói chung là đèn cổng, đèn trên sân đều rất là ok luôn. Thì cái ngôi nhà này á, là xây dựng cho gia chủ ở chứ không phải là buôn bán gì hết. Nhưng mà hôm nay thì gia chủ có một cái căn nhà trên Sài Gòn, cho nên nó muốn sang nhượng lại, cho nên là bán cái căn nhà tâm huyết này thôi ha. Đó, thì bây giờ Tâm sẽ vào nhà để giới thiệu chi tiết cho quý chị xem. Thì trước cái nền nhà của mình á, là chủ đã dán gạch trống trơn nha. Dán gạch trống trơn. Ở bên hai, phía hai bên thì đã được chủ làm hàng rào kiên cố hết rồi. Đó. Và tiếp đến là mặt dựng nha quý chị. Đó, mặt dựng nè. Thì chủ đã gắn gạch bóng kính lên tới nóc luôn ha, lên tới cái tầng trệt luôn. Đó, rất là đẹp nha, rất là đẹp luôn. Còn cái sân của mình á, chu vi cái sân của mình thì có thể là đậu hai chiếc xe 7 chỗ luôn, hai chiếc xe 7 chỗ luôn. Đó, rất là ok nha quý anh chị. Rồi bây giờ thì Tâm sẽ vào nhà nha. Thì trong đây thì cái trần nhà này á, thì chủ dán gạch bóng kính nè, màu trắng, nói chung là nó tương đồng với những cái tủ để mình đựng đồ ha. Thì cái khu vực này á, là mình có thể là mình để rượu ha quý anh chị, để rượu nè. Đó, tủ này là tủ bằng gỗ nha. Rất là đẹp luôn. Quá ok cho một sản phẩm. Trần nhà thì được chủ đổ tấm thiệt nha quý anh chị. Và có đèn nè. Đó, rất là đẹp ha. Rồi, bây giờ Tâm sẽ xuống đây để cho quý anh chị xem coi là căn nhà này được bao nhiêu phòng nha. Đó, thì hiện tại thì căn nhà của mình á, thì ở tầng dưới thì gồm có một phòng khách nè, rồi một phòng ngủ. Đây là phòng ngủ nha quý anh chị. Đó, rất là rộng luôn và được trang bài trang trí rất là ok. Rất là ok luôn. Đây, tủ để quần áo nè. Đó, chỗ ngủ nè. Thì mỗi một phòng đều có một cái cửa sổ để thoáng mát nha quý anh chị. Và điều đặc biệt là mỗi một phòng đều có cái toilet ở trong phòng luôn ha. Đây, bên đây là toilet. Rất là thoáng mát luôn, có máy nước nóng luôn nè. Đó. Quá đẹp. Quá đẹp cho một siêu phẩm nhà ha.
Rồi, vậy Tâm sẽ ra ngoài đây để Tâm giới thiệu chi tiết về những cái phòng khác cho quý anh chị mình xem luôn. Thì khu vực tầng dưới thì gồm có một phòng khách, một phòng ngủ và nhà bếp nha. Đây là nhà bếp. Thì những cái vật dụng mà tủ mà để chén dĩa đồ thì chủ cũng thiết kế nè. Đó. Tủ này là bằng chất liệu gì ta không biết mà nó cứng quá trời. Đó. Còn bên đây là bếp từ. Bếp từ âm luôn ha. Âm luôn. Bên đây là chỗ rửa chén nè. Còn cái khu vực này. Cái khu vực này này là cái này là máy rửa chén nha quý chị. Đó. Máy rửa chén mình có thể là mình bấm nút. Bấm nút là nó sẽ lên nè. Rồi mình bỏ chén vào thì nó tự động nó rửa luôn nha quý chị. Còn phía bên đây là đựng gạo ha. Đây gạo đây. Ok. Còn ở đây là tủ mình để những cái thiết bị như là ly ha. Ly chén dĩa này nọ kia. Đó, còn cái phía đằng sau này là gồm có tủ lạnh nè. Đó. Rất là ok luôn. Rồi, cái phía đằng sau này thì quý anh chị thấy nè, đây là cái trần, còn đất dư thì chủ cũng xây dựng một cái tầng riêng để mà phơi đồ hay là giặt giũ gì đó chẳng hạn. Thì phía đằng đây thì có máy giặt nè. Đó, ra tới phía này thì có một cái toilet ngoài trời luôn ha. Đó, toilet ngoài trời. Rất là ok luôn. Đây là máy lạnh ha. Rồi bây giờ Tâm sẽ lên tầng trên cho quý vị xem là cái khu vực tầng trên là được bao nhiêu nhiêu phòng nha. Thì tổng kết tầng dưới thì gồm có một phòng khách, một phòng ngủ và nhà bếp ha, và sân sau nha quý chị. Thì bây giờ Tâm sẽ lên trên tầng trên ha. Thì tầng trên thì chủ thiết kế là tay vịn là bằng inox nha quý chị. Tay vịn là bằng inox và cầu thang thì được ốp đá hoa cương ha. Rồi, còn ở đây thì sợ có những đứa bé đó cho nên là chủ đã làm kính cường lực luôn để bảo vệ ha. Rồi, Tâm sẽ lên tầng trên cho quý chị xem mình luôn. Thì nhà mình là đổ tấm thiệt nha quý chị chứ không phải là đổ tấm giả nha. Rất là cứng cáp nè. Đó, rất là cứng cáp. Đây. Đây là phòng khách hay là có thể là mình là phòng thờ cũng được ha. Đây thiết kế rất là trang nhã luôn. Trong cái tủ này thì có đèn nè. Mình có thể là bỏ những cái cuốn sách, những quyển sách mình ưa thích, mình để vào cái kệ này ha. Đó, trần trên đây thì đèn thắp sáng nè, đèn chùm nè, có đủ hết. Và cái phía này thì mình có thể là mình thờ hoặc mình để tivi, mình tiếp khách cũng được nha mấy chị. Đó, trên đây thì có một cái bộ sofa rất là êm luôn. Đây, từ trên cao nhìn xuống thì quý anh chị cảm thấy như thế nào? Chứ Tâm thì Tâm thấy hơi mệt, lên cầu thang hơi mệt. Đó, ở phía dưới thì có rất là nhiều nhà và rất là nhiều dân cư sinh sống và buôn bán nha quý anh chị. Thì cái khu vực này tầm khoảng bên đây phía đối diện mình là có một cái công ty nè. Công ty điện nha quý anh chị. Công ty điện ha. Rồi tầm khoảng 500m nữa là ra mình gặp cái trường học nè. Rồi buổi sáng có cái chợ nhóm là rất là đông luôn. Thì ở đây khu vực này bán kính tầm khoảng 500m gồm có trường học nè, chợ nè, trạm y tế nè. Nói chung là rất nhiều cái tiện ích để quý anh chị về đây mình sinh sống và có thể là mình mua rồi mình bán lại cũng rất là ok. Và mình sinh sống lại càng tốt nha quý anh chị. Đó, thì chu vi đây là phòng thờ và cũng có thể là gọi là phòng khách. Mình có thể tiếp khách được nha quý anh chị. Đó, thì hai bên đều có cửa sổ hết. Rồi, bây giờ Tâm sẽ xuống đây cho quý anh chị mình xem ha. Đây, đây là tầng trên gồm có một phòng khách và đây là phòng ngủ nha. Đây là phòng ngủ. Thì mỗi phòng ngủ đều có một cái tủ đựng đồ rất là kiên cố và rất là đẹp luôn nè quý anh chị. Đó. Rất là đẹp luôn. Điện nước thì đầy đủ luôn. Quý anh chị về là chỉ có thể là xách ba lô vào rồi ở ngay vào luôn ha. Đó, đây là toilet. Toilet nằm giữa. Thì ở trên tầng trên gồm có một phòng khách, hai phòng ngủ và một toilet ở giữa ha. Đây là toilet. Và bên đây là một phòng ngủ tiếp theo. Đây, phòng ngủ này thì được chủ thiết kế là một cái màu rất là nhu ha. Rất là nhu. Đó. Bên đây thì cũng có tủ đựng đồ luôn, rất là ok nha quý anh chị. Rồi. Rất là trang nhã luôn. Phòng này là phòng nữ nha. Rồi, bây giờ thì Tâm xin nhắc lại về cái diện tích nhà và cái giá cho quý anh chị xem một lần nữa nha. Thì tổng diện tích của mình là 165m nằm mặt tiền đường DH20 luôn.
Và với cái diện tích thực tế là ngang là 5m1 và dài là 32 thì chủ đã thiết kế một ngôi nhà rất là đẹp, một trệt một lầu. Và cái hướng nhà mà là hướng Tây Bắc ha. Và chủ gửi bán với cái giá là 3 tỷ 650 cho một cái căn nhà một trệt một lầu như thế này. Và tất cả những cái nội thất bên trong thì chủ sẽ để lại cho quý anh chị mình luôn ha. Thì gồm có máy lạnh và rất là nhiều nội thất xịn sò để cho quý anh chị mình về mình cứ đặt ba lô vào là mình ở ngay và luôn luôn, khỏi cần mà phải dọn đồ này nọ kia. Đó, trên cái phần mà sân thượng này, ô cái sân phòng khách này á, thì chủ đã làm kính cường lực rồi, thì mình đứng từ đây mình có thể mình nhìn ra ngoài. Đó, cũng rất là đẹp luôn ha. Một 165 m đất thổ sổ hồng riêng, và được chủ xây dựng một căn nhà một trệt một lầu, và cái diện tích thực tế là ngang là 5m1 và dài là 32 m, hướng Tây Bắc. Và chủ gửi bán với cái giá là 3 tỷ 650 cho một cái sản phẩm và một ngôi nhà đẹp như thế này, và tất cả nội thất trong nhà là chủ để lại hết cho quý anh chị mình luôn ha. Đó. Rồi bây giờ thì Tâm xin kết thúc clip tại đây ha. Quý anh chị xem video mà cảm thấy hay và hữu ích nhớ like và đăng ký kênh giúp Tâm chia sẻ một lượt ha. Còn quý anh chị xem mà nếu mà thích căn nhà này thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại của Tâm ha. Và số điện thoại Tâm là 0937 629 679 hoặc xem cái phần mô tả video của Tâm. Còn bây giờ thì Tâm xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị vào những video tiếp theo, mang đến cho quý anh chị những cái sản phẩm mới có cái giá hấp dẫn để quý anh chị tham khảo và đầu tư luôn. Còn bây giờ thì Tâm xin chào và hẹn gặp lại ạ.